cuối năm là thời điểm để các cô nàng công sở có thể thoải mái, thỏa sức diện những cái thiết kế đồng tiệc đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Thu Trà đang có một thiết kế đồng tiệc muốn có thể gợi ý cho các cô nàng vào những cái bữa tiệc cuối năm. Thay vì những gam màu sắc như màu đỏ, màu hồng thì chắc chắn em Trà tin chắc là gam màu đen cũng sẽ là một trong những cái thiết kế đơn giản tuy nhiên dấu dáng rất là tốt các chị nhé. Mặc lên form dáng vừa thon gọn vừa mi nhon thì các cô nàng ở đây ai cũng muốn chinh phục và săn đón bạn này rồi. Với thiết kế em Trà mặc thì sẽ là một trong những thiết kế đầm tiệc. Thật ra là nói là đầm tiệc thôi nhưng mà em Trà thấy là kể cả các chị em mình mặc đi làm hay là đi gặp khách hàng, đơn giản là mình có cuộc họp mình cũng có thể mặc bạn thiết kế đầm này, rồi sau đó thì khoác trên vai những cái thiết kế áo vest cũng rất là phong cách và rất là cá tính các cô nàng nha. Thiết kế chủ đạo cho mình có chất liệu đó chính là dòng blend, một trong những chất liệu nhập khẩu và có cái độ co giãn này, chất liệu đanh lì và mịn. Với tính năng chất liệu này thì em Trà thấy là có mix mát một chút với những cái thiết kế tơ. Ở phần cánh tay thì có cho mình gam màu be, màu nút. Bạn này được sử dụng chất liệu là tơ ánh nhũ, rất là sang trọng, rất là quý phái đấy ạ. Với điểm nhấn này thì em nghĩ là cũng sẽ tô phần giúp cái set đồ em Trà đang mặc hay là thiết kế đầm tỏa sáng hơn. Ngoài ra thì phần đuôi cá cũng sẽ có cho mình với những cái thiết kế chất liệu co giãn. Nên là khi các chị mình nhìn thấy em Trà bước đi, sải bước hoặc là hoạt động thì rất là tự tin. Đây là cái điểm cộng mà em Trà nghĩ rằng là thiết kế đầm đuôi cá luôn luôn được nhà thiết kế Melia mong muốn là các chị mình mặc lên phải dễ chịu, phải thoải mái đúng không ạ? Với dáng này thì các chị đẹp ơi, em nghĩ là không cần mix quá nhiều nữa đâu. Bởi vì thực tế bạn này cũng đang có hai giải màu đen với giải màu be được kết hợp rất là nhã nhặn, rất là lịch sự rồi. Và những hàng cúc thì cũng khá là tinh tế bởi vì đây sẽ là những chiếc cúc hàng cao cấp có cho mình những cái họa tiết ẩn. Nếu như mà các chị nhìn gần thì các chị sẽ nhìn thấy rõ hơn đấy ạ. Đây, Thu Trà sẽ đứng gần để các chị cùng có thể ngắm nhìn trọn vẹn cái sản phẩm này nha. Dáng cổ thanh lịch là cổ ve, cổ hai ve, cổ vét lịch sự, thanh thoát dáng hơn. Và để tổng thể với thiết kế váy đầm tiệc này thì Thu Trà nghĩ rằng là không thể thiếu được trong tủ đồ năm nay, nhất là những cái dịp cuối năm. Và với những cái dáng đầm đen như này thì Thu Trà nghĩ rằng là các chị em mình thấy là cái vóc dáng rất là chuẩn chỉnh, rất là cân đối nha. Vậy thì còn chần chờ gì nữa đúng không nào? Có thể chủ động nhắn tin vào trang web của Melia hay là các cô nàng ơi, các chị xinh đẹp, các chị có thể bình luận ngay phía dưới này nha. Bởi vì chính sách mua hàng online thì các chị còn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán này, mình được free ship toàn quốc nữa. Ngoài ra thì các chị có thể thu xếp công việc, thu xếp thời gian ghé qua tất cả showroom trên tỉnh thành của Melia để có thể mua sắm và tham quan. Đặc biệt là mình trải nghiệm những cái bộ sưu tập mới nhất thì phải thật là nhanh tay các cô nàng nhé.